vui quá à. Bảo ơi, Bảo ơi, em đây nước mắt lắm. Để mình nhảy xuống. Ủa, nát quá à. Ủa, ốp xe cũng biết bay chơi. Em không biết bơi. Lên đi. Để anh dạy em cách bơi nha. Này, đi theo tôi. Đi đâu vậy? Đi bắt chuồn chuồn. Gì hả? Chuồn chuồn căng cứng là biết bơi đó. Bắt đi, bắt đi. Giữ út lại, giữ út lại. Quên bảo làm gì vợ bụng em ra chi vậy? Chuồn chuồn căng cứng là em biết bơi. Út, bây giờ em biết bơi rồi đó. Bảo ơi, Bảo. Dạ. Con lên liền. Mấy bà về đi, tôi không chơi nữa, cha tôi kêu lên rồi. Nhớ đừng có kể cho cha tôi nghe nha. Rồi đi đi. Con lên liền. Ngày mai nhớ chơi nữa nha. Chị lau chỗ ráo nước, vợ chồng thay đồ đi. Dạ. Có đồ ăn trên nồi nè. Dạ. Cha mua cho con cơm gà đúng không? Không phải. Vậy chắc cơm sườn. Không phải luôn. Vậy cơm gì ta? Cơm thịt heo. Mẹ cha, cơm thịt heo ngon lắm luôn á. Khoai lang là món thích nhất luôn á cha. Cô giáo con dạy á, khoai lang có nhiều vitamin C lắm, có nhiều vitamin B lắm, có nhiều vitamin E lắm. Cô giáo nào mà dạy như vậy? Dạ có chứ. Khoai lang ngon như cơm gà á. Nè cha coi luôn nè. Một miếng da. Nó giòn giòn, mặn mặn, dai dai. Ăn chung với con không? Rồi rồi, cho miếng gà đi. Này cha. Không, mà cái này là thịt bò. Cái của con là thịt gà. Thịt gà ngon hơn. Thôi đưa đây. Nha. Trên nồi có cơm kìa, không chịu lấy. Ủa? Cha kêu con lấy cái nồi đó. Tự nhiên lấy cái nồi này có củ khoai. Có cơm thiệt không cha? Mở ra coi đi. Cơm. Cơm ngon quá à. Cha đang chung với con không? Thôi con ăn đi, cha ăn thịt gà với bò cũng được. Ủa, cái này là khoai lang mà, chứ đâu phải thịt gà thịt bò đâu cha tin tưởng. Xây sống thôi, đi xuống đi. Con trời ai ơi. Ai vậy cha? Anh Tư. Thanh. Trời ơi, em chắc thằng Bảo đi đâu mà kiếm hoài không ra vậy em? Ủa, thằng Bảo hả? Bảo, trời ơi, Bảo con ơi, trời cháu cậu ơi, Bảo ơi. Xây sống thôi, cậu xuống luôn nha. Ủa, ai vậy xem? Cậu Tư đó con, xuống rồi. Ủa, cậu Tư hả? Em dắt nó xuống đây coi, em dắt nó xuống đây coi em. Bảo của cậu. Con ngợp quá cậu ơi. Tôi quên hỏi con, hỏi con coi. Anh Tư hôm nay xuống đây có một mình hả? Còn tôi nữa. Chị chào con. Ông ngoại đó con, chào ông ngoại đi. Dạ con chào ông ngoại. Ai đây? Dạ thằng Bảo đó tía. Thằng Bảo?
Chàng Mạc ơi, lớn gì sao con? Ủa, hôm nay tía xuống thăm hai cha con có chuyện gì không tía? À, hôm nay tía xuống đây là tía muốn nói với con tía rước thằng Bảo về thành phố cho nó ăn học. Tía con. Ừ. Tía con Bảo đây, tía đừng có nói vậy, nó nghe. Bảo, cậu nói nghe nè, bây giờ con dắt cậu lên cái thuyền cho cậu tham quan cái thuyền của con nha. Dạ. Ở đây, đi. Quý, tía xin lỗi con. Con gái của tía nó đã bỏ con đi khi lúc thằng Bảo nó còn bò. Một mình con nuôi dưỡng nó tới ngày hôm nay. Tía cảm ơn con. Nhưng con nghĩ lại đi, thằng Bảo ngày một lớn rồi, rồi tương lai nó sẽ ra sao? À, Bảo ơi. Dạ. Xuống đây cho nó nghe. Dạ. Từ từ té đó con, từ từ thôi con. Dạ, cậu thấy đồ đẹp không? Cậu tư cho con. Con có thích đồ đẹp không? Dạ thích. Trên nhà ông ngoại, nhà cậu Tư nè, à, có nhiều đồ đẹp giống như vậy nè, à, đồ chơi, rồi nhà cao. Con có thích lên trên đó ở không? Dạ thích. Vậy cha cho phép con lên nhà ông ngoại với nhà cậu Tư ở nha. Dạ. Để con vô lấy đồ, hai với con mình đi nha. À, Bảo. Dạ. Tại vì cha ở dưới quê còn nhiều công chuyện lắm. Con lên trên ông ngoại sống sung sướng, ông ngoại cho con đi học. Con muốn đi đâu á thì cậu Tư con chở con đi đó, cậu Tư con mua đồ chơi nhiều cho con nghe chưa? Không, nhưng mà con chỉ muốn đi với cha con thôi. À, vậy cũng được, bây giờ con đi trước đi, xong rồi cha sắp xếp đồ trả lên liền. Ôi cha hứa lèo lắm. Con trả cậu Tư nè. Sao vậy con? Con trả cậu Tư nè, trả cho cậu Tư á. Bảo, con nghe cha nói chưa? Cha. Bảo. Nó cha. Bảo. Sao tay con liều quá vậy? Cha đã nói con lên nhà ông ngoại với nhà cậu Tư ở, còn ở với cha thì được cái gì chứ? Con được có cha. Cha đã quyết định rồi, con phải lên thành phố. Cha đi thọn đồ. Cha ơi. Đừng khóc nha. Cha còn một mình nuôi con, mẹ thì không ở bên cạnh nè. Nhiều khi cha con đói á, phải nhường cơm con ăn nữa. Thương cha, không được làm cha buồn nghe không? Nghe lời ông ngoại, cậu. Về chứ ngoại nghe con. Nghe con. Đi tí ơi. Nghe con. Ngoại ra ngoài xe đợi con nghe.
Tía ơi, thằng Bảo nó sinh ra là không có mẹ bên cạnh rồi. Bây giờ tía bắt nó xa cha nó nữa là bắt nó mồ côi cha đó tía. Đừng có làm vậy tội nghiệp nó mà tía. Tía về đi. Mà tía nhớ nó, tía chịu không sao nổi. Mà tía nhớ nó, con chở tía xuống gặp nó nha tía. Đừng có chia cách cha con nó mà tía. Nha tía. Về với con đi tía. Cha. Cha ơi, cha cho con ở lại với cha nha cha. Con ăn khoai cũng được. Cha. Gà trống nuôi con thương cha. Nắng trái sẵn người lưng còng. Cha cống cô đơn đem về thương lắm mẹ ơi. Câu chuyện vừa rồi được xây dựng trên câu chuyện thật của bé Gia Bảo. Và đặc biệt với cái bài hát vừa rồi, đó là một bài hát do một người bạn của anh Quốc Thanh đã biết được hoàn cảnh và sáng tác riêng tặng cho cha con Gia Bảo. Trước hết là cảm ơn Gia Quý, cảm ơn con, cảm ơn anh đã phụ cho diễn cho bé Gia Bảo. Và tôi muốn hỏi là anh phát hiện là Gia Bảo có khiếu diễn xuất và bắt đầu đi theo nghệ thuật từ khi nào thế anh? Dạ lúc đó thì anh chở Gia Quý đi hát rồi gửi Gia Bảo cho cô nó dưới Đồng Tháp. Lúc đó ảnh mới biết bò, cái anh về anh thăm, mỗi lần anh về thì nó khóc dữ lắm, khóc chịu không nổi. Có lần đó cái bắt đầu anh về cái nó chặn đường anh lại, anh ơi cha, trước khi cha đi cha cho con xin nói một câu được không cha? Cái này con nói gì thì nói đi, cha cho con theo bảo vệ cha với anh Quý, để thôi cướp nó quýnh cha chết đó. Thấy tội quá, bỏ con mỗi đứa mỗi nơi, thôi anh chở nó đi luôn. Thì diễn nó theo, nó coi hoài vậy, bắt đầu xuống anh diễn bình ảnh. Cái biết anh là phái diễn hài thì tập cho diễn với Gia Quý, cái hai anh em diễn hài sau này cái phát hiện được nữa là bé ca nhạc trữ tình rất hay, anh cũng cho con nó đi luôn. Rồi từ đó là cả ba cha con dòng rủi trên một cái xe mình chở đi khắp nơi, chở hai con đi hát anh. Dạ đây chạy lên Tây Ninh, trời mưa cái trời bão mưa, ba cha con chạy về lấy 50.000 tiền xăng chạy về. Nếu mà bữa nào mà con đứng trên sân khấu nó hát được thì mình đứng ở dưới, có nghĩa là nước mắt chảy. Thấy con làm được mà thành công trên sân khấu, điều đó là tôi mừng lắm. Ngày hôm nay với cái chủ đề là nâng bước chân con á, cái điều mà cô Vân không còn gì để nói nữa, có nghĩa là cái cảm xúc của cái tiểu phẩm của con nó đem lại cho người xem, chắc chắn là tất cả ban giám khảo giống như là khán giả đều có một cảm xúc chung với nhau là xúc động vô cùng. Ngoài cái phần câu chuyện ra thì là xúc động ở đây là cái sự tương tác của anh em của Gia Bảo và Gia Quý, đặc biệt là Gia Bảo. Thực sự là con đúng là một tài năng á. Con diễn á, cô cảm thấy rằng là con trang hòa hết tất cả mọi thứ trong cái tiểu phẩm này, từ những cái vui nhất cho đến cái buồn nhất, cái bi lụy nhất. Và cô cảm thấy rằng là con đã đưa cô từ những cái cảm xúc này qua cái cảm xúc khác, nó rất là ngọt ngào. Khi ba con quyết định con đi một mình với ông ngoại, con diễn không lời, cái chỗ đó con làm tan nát trái tim của mọi người ở đây hết. Và mới hiểu được rằng tại sao con diễn hài nó hay, là bởi vì thật ra cười là tiếng khóc khô không lệ. Con đã trải qua những gian truân vất vả của cuộc đời, cho nên con có cái rễ bám vào sâu vào tâm lý của mình để con ung dung diễn hài một cách thoải mái. Nhưng thật ra nếu không, con chỉ sống trong niềm vui và hạnh phúc, con không diễn hài hay như thế được đâu. Chú chúc mừng con và cảm ơn gia đình con. Gia Bảo, trước khi các cô chú cho điểm con ngày hôm nay, nếu ngày hôm nay có điều gì đó con muốn nói với cha của con sẽ nói gì? Dạ, con thương cha con nhiều lắm. Và đôi khi chúng ta chỉ chờ đợi một điều đơn giản như thế thôi, đúng không? Và bây giờ sẽ là điểm số của các cô chú dành cho bé Bùi Gia Bảo ngày hôm nay. Xin mời cô Hồng Vân. 10 điểm từ cô Hồng Vân dành cho Gia Bảo.
10 điểm của chúng ta tặng. Số điểm của cô Trịnh Kim Chi sẽ được giữ lại cho đến cuối chương trình. Còn bây giờ sẽ là phần trao điểm của 50 vị khán giả đặc biệt đêm nay. Xin mời. Và số điểm của 50 khán giả đặc biệt đêm nay dành cho bé Bùi Gia Bảo là 9,8 điểm. Xin được chúc mừng Bùi Gia Bảo. Tôi hy vọng là đến ngày diễn ra lễ hội đèn lồng, thần linh sẽ chứng giám cho chúng ta mưa thuận gió hòa, tránh sao quỷ dữ. Ông Kim Bắp nói đúng đó. Làm sao á, quan trọng là mình phải chọn ra cái lồng đèn đẹp nhất nè để dâng lên thần linh. Dạ thưa già làng. Dạ sao con? Già làng cho con xin ứng cử lồng đèn của gia đình con với. Kim Chi, không có được đâu con. Dạ. Dạ, dạ tôi xin lỗi mọi người, con tôi nói giỡn đó. Cha, sao vậy cha? Cha nói đây là cái lồng đèn đẹp nhất mà. À, trời ơi, tôi chưa thấy cái gia đình nào như gia đình ông Kim Bắp. Cái con bé Kim Chi đã không thấy đường rồi, mà ông còn lừa gạt nó. Lồng đèn nó mà đẹp nhất cái gì? Đó. Mọi người nói nhỏ nhỏ giùm tôi thôi. Tôi xin mọi người. Cha, mọi người nói gì cha? À, mọi người nói lồng đèn của con là lồng đèn đẹp nhất đó con. Thiệt hả cha? Dâng cái lồng đèn xấu quắc đó cho thần linh thì dân làng sẽ chịu nhiều tai ương, thần linh sẽ nổi giận. Được rồi mọi người, từ đây tới ngày diễn ra lễ hội á, dân làng mình còn rất là nhiều cơ hội để chọn ra cái lồng đèn đẹp nhất nè. Bây giờ mọi người về đi ha. Mà nhưng nhị cái gì nữa, đi về đi, rồi cái suy nghĩ cái câu cái điều ước của mình nè, cái ghi lên tờ giấy rồi dán lên lồng đèn dâng lên thần linh. Nhớ á, mỗi người chỉ có được một câu thôi đó nghe. Rồi đi về đi, về suy nghĩ đi. Cái lồng đèn xấu quá mà tưởng đẹp, không biết mắc cỡ. Ông Kim Bắp, ông đừng có buồn nghe, bà nói giỡn đó. À, tôi không sao đâu già làng, tôi cảm ơn. Rồi, thôi tôi về trước nghe, hai cha con cũng đi về đi. Sao con quăng lồng đèn đi vậy con? Cha gạt con. Cái lồng đèn đó là cái lồng đèn xấu mà cha nói là đẹp. Cha đâu có lừa gạt con đâu. Cha gạt con. Cha nghĩ con không thấy đường nên cha mới lấy lồng đèn xấu cho nói là đẹp. Cha xin lỗi con. Gì? Ta không lo cho con được như người ta. Ngay cả một cái lồng đèn đẹp cũng không thể nào mua được cho con. Dạ con muốn con được có lồng đèn đẹp như người ta. Mà con biết rồi đó, nhà mình nghèo. Cha xin lỗi con. Cha đừng có nói nữa, con giận cha rồi. Kim Chi, Kim Chi, cha hứa cha sẽ kiếm cho con chiếc lồng đèn đẹp nhất thế gian. Cha hứa. Cha hứa. Từng ngày trôi qua trong lòng cha mong một ngày không xa cha sẽ giàu lên, nhà ta không quá nghèo. Từ ngàn xưa tận rừng sâu người ta ca hát về quê kia sở hữu chiếc đèn trời. Cha băn qua bao nhiêu con suối với biết bao nhiêu đường cây, bao gian nan kẻ thương với biết bao nhiêu mồ hôi, bao gian lao và gian khó cũng không ngăn được cha.
lòng đen đến bên con và con sẽ vui. Tính ra gia đình quỷ của mình ai ai cũng đẹp, dáng hay, chạy giỏi nữa. Gia đình quỷ chúng ta thiệt là tuyệt vời. Ai đổi đồ mới lấy đồ cũ không? Ai đổi đồ mới lấy đồ cũ không? Nơi đường thiên nước độc này chỉ dành cho lũ quỷ chúng ta sinh sống, tại sao có sự xuất hiện của con người? Còn vô đi buôn bán nữa chứ. Buôn bán trong đây ai mua? Quỷ mua thì có. Ê! Dạ xin lỗi anh Hằng. Mình là quỷ đó. Dạ. Vậy đi mình mua. Yeah. Ai đổi đồ mới lấy đồ cũ không? Ta nghe người xưa nói, ở đây có một chiếc tàu đẹp nhất thế gian, nhưng lại được canh giữ bởi ba con quỷ. Sao nãy giờ mình không thấy? Không lẽ mình bị lạc? Không có lạc đâu. Cái người là ai? Chúng ta là lũ quỷ. Hả? Quỷ? Đúng. Trời ơi, làm gì để mấy ma đi tìm cũng chết luôn. Ở đâu mà trong hang cùng hẻm trong hốc mà tối vậy trời? Quỷ à, con này bị hổ vượt, để tăng sông vượt dèo quỷ hà. Ông lão, tại sao ông không sợ chúng ta? Tại sao? Tại vì chúng ta là lũ quỷ luôn gieo nỗi sợ cho con người. Mất bó thì phải sợ. Ta nghe mà suy nói, trong khu rừng này có một chiếc lồng đèn đẹp nhất thế gian, lại được canh giữ bởi ba con quỷ hung ác. Sao mấy quỷ này dễ thương vậy ta? Trời ơi, coi mặt nè. Trời ơi, quỷ mà có bụng. Trời ơi, con quỷ này. Trời ơi, quỷ này dễ thương nè. Quỷ mà sơn ngón tay, quỷ à. Con này, thấp xuống. Quỷ này dễ thương nè. Chúng ta là lũ quỷ mà, sao tự nhiên biến thành thú cưng vậy? Ông ngoại. Lão, ông cũng giống như mấy người khác đúng không? Vô đây đi hòng chiếm đoạt cái lồng đèn của chúng ta có đúng không? Ta đâu có chiếm đoạt. Ta tới đây để đổi mà. Gì? Đây là chiếc vòng đèn đẹp nhất nhà ta. Ta muốn đổi lấy chiếc vòng đèn đẹp nhất nhà ngươi. Đổi hả? Được thôi, đổi thì cũng được. Nhưng với một điều kiện. Đó là ông phải chịu được ba đôi con lũ quỷ. Những thanh niên tới đây đều không chịu được nổi một roi của ta. Huống chi ngươi là một ông già thì làm sao mà chịu được một roi quỷ? Biết làm sao? Sao? Sợ rồi. Ta đồng ý. Được. Rồi tự nhiên. Sao? Chịu nổi roi thứ hai không? Ta chịu nổi. Chịu nổi? Roi thứ hai! Roi thứ hai! Ta mà đánh roi thứ ba là chết chắc đó nha. Ta chịu nổi mà. Chịu nổi hả? Ta chịu nổi. Không về hả? Không. Tại sao phải cố chấp vậy chứ? Là gì? Con gái của ta. Ta còn nhớ trận qua quan ngày ấy, ngọn lửa ác nghiệt đã cướp đi mẹ con bé. Chà, cũng đã cướp đi đôi mắt của nó. Đó giờ
nó chưa một lần được nhìn thấy chiếc lồng đèn đẹp nhất thế gian. Rồi lần ta bằng mọi giá phải lấy về được cho nó. Các người hãy đánh nó đi. Ông không hối hận dù phải đánh đổi sinh mạng của mình à? Ta không hối hận. Đánh ta đi. Được, ta sẽ cho ông được tội nguyện. Đánh ta đi. Thôi thứ ba. Đánh ta đi. Đánh ta đi. Đánh rồi. Đánh rồi. Hơn quá ta còn sống. Thôi tính đi anh hai. Ta biết nước mà không kể câu chuyện cảm động gì sao ta đánh được. Anh hai lớn rồi, anh hai đánh đi. Nhưng mà tính ta biết nước cái người không biết mà bây giờ không kể gì. Đánh. Ông lão à, mọi người tới đây muốn lấy những thứ chỉ dành riêng cho mình, nhưng ông lại lấy đi dành cho con gái của ông. Được, ông đã chịu được ba roi của ta. Các em, dạ, đưa lồng đèn đi. Mẹ ơi, ê Bình, ê Bình, mẹ, ê Bình, ê Bình, đứng cánh gà coi mẹ hát đi con. Dạ. Đứng đây nghe. Các em hãy nhắm tay sắp xếp, tiểu thơ mình sắp thức đến nơi, đem cuốn giấy cắn bút mực ra mài, khói chồng nhẹ bay. Người còn ngủ say, ta giả tiếng gà là người dậy ngay. À, hỏi bao nhiêu con sẽ dạ. Con đừng có chạy lung tung để con. Ta hãy tiến thẳng lên Lan Thành để trả thù cho vô tư. Nhục nào hơn bằng nhục nô lệ ngoại bang? Thà chết mà đứng thẳng, không cam chịu sông quỳ. Đất nước Nam cẩm tú, người dân Nam anh hùng. Trước đền thờ quốc tổ, thề hy sinh giết giặc cứu non sông. Giết giặc cứu non sông. Y Bình. Dạ. Con không có ồn ào để mấy cô mấy chú tập tuồng ngoài á. Mẹ, chú ba nói tuồng sao cho con hát á. Tuồng sao cho con hát? Mà tuồng sao tuồng gì mà cho con hát? Dạ, tuồng sao là tuồng tiếng trống mê linh. Chú ba cho con hát với con voi. Mà con với con á mẹ. Voi con ơi, voi con ơi. Thôi, chú ba ghẹo con á. Mẹ, chú ba còn khen mẹ làm đồ đẹp mà chắc nữa. Đánh võ quá trời luôn mà không có bị tét cái quần. Ủa? Có vậy mấy lần trước cái quần tét hả? Con cũng tét nữa. Đi Bình. Dạ. Ba cho con này nè. Gì vậy ba? Nè, đẹp không? Dạ đẹp, cảm ơn ba. Hèn chi á, chú Bảy nói ba làm đạo cụ là số 1 luôn á. Xạo quá, chú Bảy nói hay là con nói để nịnh ba đó? Con nói thiệt mà. Nè, Y Bình, con ở đây nha. Con không có phá đồ gì của ba mẹ nghe chưa? Để ba mẹ đem đồ ra ngoài cho mấy cô mấy chú tập để tối nay người ta hát rồi đó. Dạ. Nghe không? Đi anh phụ em rinh cái xào đồ này ra ngoài coi. À. Ở đây nha con. Dạ. Chiu chiu chiu.
ơn phần hỗ trợ của các thành viên trong gia đình của bé Y Bình. Đầu tiên đó là ba ruột của bé, đó là anh Quốc Tài. Tiếp theo là mẹ của bé, nghệ sĩ Y Trinh. Và đặc biệt là em gái của bé, bé An Bình. Y Bình, hồi nãy khi con hát cái bài Ôi giấc mơ thần tiên, con biết nó là điệu gì không? Dạ, là điệu giọng Kim Lan. Hay quá, con hát cải lương lâu chưa? Dạ, con hát hồi nhỏ rồi. Hồi nhỏ lúc mấy tuổi? Dạ, khoảng 4-5 tuổi. Hôm nay tiết mục mở màn của con rất là đầy đủ. Từ diễn xuất nè, chú Bạch thích nhất á là khi cái ước mơ của con chạm vào các cây đàn. Cái tuổi nhỏ như vậy, kinh nghiệm biểu diễn đầy mình và giọng hát của con đang quyết định sự thành công của tiết mục của con rồi đó. Hát có hồn là cái điều hết sức là quan trọng để chiếm trọn trái tim của khán giả. Con biết không? Cho nên chú chúc mừng con tiết mục Chào Sân ngắn gọn nhưng mà thể hiện được tài năng của con. Thí sinh này thứ hai mà lại cũng đẹp giống cô Việt Trinh. Trời ơi, cái tiết mục thứ nhì chị cũng tính cướp cái câu đó của em mà em nói quá. Chị hết cướp được rồi. Thôi thì chị không nói nữa. Con có cái khuôn mặt rất là ăn ảnh và con hóa thân vào nó không có lẫn lộn vô đâu hết luôn á. Nó giống như y là một cô bé như vậy luôn. Tất nhiên giọng hát là con được thừa kế từ mẹ rồi, nhưng cái mà cô xúc động nhất mà tự nhiên lúc đó nước mắt cô nó muốn trào ra là cái đoạn cuối cùng, khi mà những người vũ công đưa con lên cao vậy nè. Con nói con là Y Bình, lớn lên nhất định con sẽ là nghệ sĩ cải lương giống mẹ con. Phải nói là cái lúc đó cái giọng con rất là tình cảm và cô cảm nhận được là con có mơ ước đó. Cho nên cô chúc con mơ ước sẽ trở thành hiện thực. Bây giờ nếu mà để chọn lựa con sẽ thích cái bộ môn nào nhất? À, đóng phim nè, đóng kịch nè, ca cải lương nè, rồi ca nhạc nè. Dạ, con thích ca cải lương nhất. Dạ. Vậy hả? Sao giờ? Tại sao giờ con? Con thích cải lương. Ồ, cô nói cô hỏi con vậy thôi chứ cô cũng biết là mỗi đêm á con với em của con chắc là đi theo ba mẹ xong rồi coi các cô các chú diễn trên sân khấu đúng không? Ừ. Rồi con cũng ước mơ là con sẽ được đóng như vậy. Đúng không? Cho nên làm gì làm con vẫn chọn cải lương. Cô chúc con thực hiện được ước mơ của mình nha. Xin được cảm ơn cô Hồng Vân. Và rõ ràng câu chuyện được xây dựng trên sân khấu đó là câu chuyện từ hoàn cảnh thật của bé Y Bình ở ngoài. Và bây giờ chúng ta chờ đợi số điểm của các cô chú dành cho con. Xin mời số điểm từ cô Hồng Vân. 9,75 điểm. Xin được cảm ơn cô Hồng Vân. Xin mời số điểm từ chú Thanh Bạch. 9,75 điểm. Xin được cảm ơn chú Thanh Bạch. Còn bây giờ sẽ là phần chơi điểm của 50 vị khán giả đặc biệt đêm nay. Xin mời. Y Bình nhận được số điểm từ 50 vị khán giả của chúng tôi là 9,6 điểm. Xin được chúc mừng bé Y Bình. Này, bố bà ơi, mời các trò ngồi. Hôm nay thầy sẽ dạy cho các trò một bài về hình ảnh người mẹ tần tảo sớm hôm. Bây giờ các trò nhìn vào sách và đọc theo thầy nhé. Con cò bay lả. Con cò bay lả. Con cò bay la. Con cò bay la. Con cò cửa phủ. Con cò đồng đăng. Con cò đồng đăng. Con cò cửa phủ. Con cò cửa phủ. Con cò đồng đăng. Con cò đồng đăng. Gió chiều cứ hát hiu nghe buồn thu. Cánh còn trắng áo tha bay về đâu mà chẳng hay ghé qua ruộng đồng để lúa mới vây tay trong trời.
cò cửa phủ, con cò đồng đăng, con cò bay là con cò bay là con cò cửa phủ, con cò đồng đăng. À, cái đoạn mà thầy giáo mà đưa Khánh Vy vào trong lớp học á, chỗ cô Vân muốn rơi nước mắt luôn á, cô xúc động quá trời luôn. Và cái tiết mục này á, là cô Vân thấy cái sự dàn dựng nó quá chỉnh chu và nó quá rõ nét luôn về một cái giấc mơ của một em bé. Còn riêng với Khánh Vy á, cô Vân thích hơn là cái tiết mục trước, chỉ bằng cái hành động và bằng cái đôi mắt, cái mặt con buồn buồn mà con xinh thiệt xinh á, rồi cái bài hát này cũng hợp với giọng của con nữa. Còn đến cái đoạn múa thì thực sự là cô Vân hoàn toàn bị chinh phục luôn, con đã tiến hẳn một bước so với chính bản thân mình đó. Chúc mừng con, cô rất thích tiết mục này. Xin được cảm ơn cô Hồng Vân. Chú Nghĩa thấy là con với chú Nghĩa có nhiều nét tương đồng như nhau. Nữa hả? Thiệt. Một cái gương mặt sáng, đôi mắt trong veo, rồi cái gương mặt thanh tú này nọ ha, cầm vi lai này nọ là giống chú cháu mình giống nhau lắm. Dạ. Tội nghiệp con quá con, tội nghiệp con. Trời, nhìn cưng lắm. Ra là con sáng bừng cả sân khấu luôn. Lúc mà con vừa mới bước ra, chú gọi là thực sự là bị hút hồn bởi cái gương mặt của con. Và khi con múa thì thiệt là chú hoàn toàn là bị con không còn cái gì để nói, để thu hút hết tất cả mọi cái cảm xúc của chú. Thật ra chú nhận xét con á, với hai cái phần hát và múa, con trội hơn ở cái phần con nhảy múa. Con hát đã hay rồi nhưng mà con múa lại càng hay hơn nữa. Chú Nghĩa cũng từng đi múa rồi con. Chú Nghĩa cũng... chú Nghĩa bước lên vài bước. Ai khiêng nổi. Cái giấc mơ của con đáng yêu vô cùng luôn. Và chú hoàn toàn bị con chinh phục trong tiết mục này. À, hôm nay cái bài hát nó vừa đẹp cho chất giọng của con, và cái điều đó đã thuyết phục mọi người. Nhưng cái phần 2 đó là sự bất ngờ khi con trở thành con cò. Và con rất là tự tin, và con có một sự dẻo dai, làm tốt và không có một sơ suất nào hết. Và con có bị đau chỗ nào không? Đó, làm đúng thì nó không đau. Chúc mừng con. Bây giờ sẽ là phần tra điểm của các cô chú trong ngày hôm nay. Ồ, biến 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 9,75 từ chú Thanh Bạch dành cho Khánh Vy. Chắc chắn là số điểm của con phải là số 10 tròn trĩnh rồi. 10 điểm từ cô Hồng Vân dành cho Khánh Vy. Còn bây giờ sẽ là phần cho điểm của 50 vị khán giả đặc biệt đêm nay. Xin mời. Và chúng tôi nhận được số điểm của 50 vị khán giả dành cho Khánh Vy với giấc mơ cánh cò đêm nay. 9,6 điểm. Mộng thiên thừa nhận, hoàng đế chiếu giết. Theo thống lệ hàng năm, mỗi gia đình phải tế sống cho chặt một nam nhân trong họ tộc. Nay đã đến lượt nhà họ Lý, mau mau thu xếp hành trang để sáng mai đến miếu chặt tinh. Sau khi chết, ta sẽ phong chức thật to, ban thưởng nhiều bạc vàng. Khâm thử. Tình thâm mâu tư, mẹ nó mất rồi con. Ủa, nãy mẹ mới nói gì? Con nói sao? Con có một thằng em kết nghĩa đó, Thạch Sanh. Phải, chính nó. Tùy nó nghèo mà lòng thằng nha. Và nên nó là có đồng Vinh, đang có chuyện gì vậy? Trên con mẹ. Hả? Buồn. À, buồn. Mẹ ơi, có chuyện gì vậy mẹ? Trên. Mẹ nhìn cái mặt con, mẹ không thể nào nói được. Con nói giúp mẹ nha con. Sanh à, em hãy nghe anh nói. Gạo qua anh nói không tới em ngồi xuống đi. Dạ. Anh sẽ nói
tôi xong rồi thì tình anh em mình kể như đoạn tuyệt. Tăng 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 quấn đau lòng nói lời ly biệt nhưng không đành bỏ đề. Đường xé nữa sao chứ có nhau huynh đệ chi tình. Mà nãy giờ Quỳnh nói cái gì để không hiểu gì hết á. Mẹ ơi con xúc động rồi. Mẹ nói với con đi. Chuyện là như vậy nè. Hiểu không? Con không hiểu gì luôn á. Trời ơi, mẹ nói vậy xem con nó hiểu. Để con. Thôi chứ biết làm sao bây giờ à. Con, để mẹ. Mẹ làm gì hả? Thì mẹ đi đến miếu chặn. Việc này để con đi. Con sẽ đi. Sanh, con nói gì? Dạ, con sẽ thay anh con đến miếu chằn nộp mạng. Không được đi đâu anh ơi. Mà đỡ lúc nào để cho em biết xa với con chằn về. Không được đi đâu à. Kìa, Huynh à. Mấy lâu nay, mẹ với Huynh coi đệ giống như là người thân trong nhà. Giờ với lại, họ Lý chỉ có mình Huynh là con trai. Nếu lỡ như có chuyện gì á thì đâu có ai nói dõi tông đường. Cái gì nè? Trời ơi, nó chịu đi rồi. Nó ngồi đó khóc hoài. Em nói như vậy rồi thì anh cũng không biết phải làm sao. Cho em nó đi đi. Trễ giờ ông chẳng giận đó. Con đi nha mẹ. Để đi nha Quỳnh. Đừng có đi mà. Đừng có đi mà. Sao mẹ thấy nhận lời dễ dàng dữ vậy ta? Mẹ khóc á. Mẹ nghi là nó giả bộ nhận lời cho hai mẹ con mình mừng rồi nó bỏ trốn. Nếu như nó bỏ trốn thì coi như hai cái đầu mẹ con mình. Giờ mẹ tính sao? Biết. Giờ mẹ nghĩ tính sao? Nghe từng lời, từng câu, từng chữ của mẹ nghe chưa? Cẩn thận.
sợ nhà ngươi á. Ta không sợ nhà ngươi mà ta còn thu phục nhà ngươi nữa nè. Nghe bạn, chúng ta không thuộc về nhau. Đi trốn đi đâu? Không có trốn được đâu. Cô ta dơi. Trời ơi là trời. Lý Thông, con không coi thằng Thạch sao nó có đến miếu trần hay không mà ở đây đùa giỡn với ai vậy hả? Mẹ, con đã thu phục được Trần Tinh rồi. Đâu? Trần Tinh đây nè mẹ. Tên. Thì con, thật mà. Bắt nó đem lên vô lãnh thổ. Dạ. Cô tài dây, người lớn xếp con nít. Ơ kìa, mẹ chứ anh, đến Trần làm gì vậy? Đệ thêm đi, không cần đến đệ nữa. Ta đã thu phục được Trần Tinh rồi. Trần đâu vậy? Đây nè, tên. Xem đây nè. Đây không phải là Trần Tinh mà là bé Út Trần, con của bác tài Tiều Phu. Mỗi khi bác ấy vào rừng đống củi, bé Út Trần phải giả dạng làm Trần để hù dọa mọi người xung quanh, để tránh đi sự ức hiếp của mọi người đó mẹ. Con không phải Trần Tinh. Vậy là hai mẹ con mình. Chim rừng ngả liễu lâu. Thu phục được Trần Tinh rồi. Ha, im đi, đừng có khoác lác nữa. Mẹ, hả? Nếu như mà nó đến miếu Trần, nó gặp con Trần thì nó đâu còn mạng để trở về nữa đâu. Nếu như nó thu phục được Trần Tinh thì con của mẹ cũng làm được đúng không nào? Trần Tinh đâu? Ngươi đã cầm trên tay kìa. Trời đâu? Con diễn xuất sắc và xuất thần. Phần kịch bản hoàn hảo đến không có một chỗ nào mà có thể góp ý được vào đâu. Con đã may mắn có bạn Thảo Trâm cân tài cân sức, cho nên hai bên mới đủ lực mà nâng tiết mục lên tầm chuyên nghiệp và thật là đáng yêu. Không nói gần nói xa, chẳng qua nói thiệt đi thẳng vô điểm 10 cho không khí nó náo nhiệt thêm mà lên. Bữa nay cô không có cái gì để góp ý luôn. Cái ý của cô cũng giống y chang chú Thanh Bạch vậy đó. Phải nói là cô cười từ đầu đến cuối. Trong cái quá trình mà con diễn đó he, không có miếng con gái nào luôn á. Trời ơi, là một cái... Trời ơi, giờ cô cũng biết nói sao, nhưng mà cái tiết mục này quá xuất sắc luôn. Và cô cũng nghĩ là con giả trai hay như vậy luôn á. Con bây giờ cũng giống y chang thằng trai luôn. Nãy diễn cũng y chang thằng trai luôn. Hay quá trời. Mười. Yeah. Và 10 điểm của Hồng Vân dành cho bé Y Bình. Nói cái gì nữa bây giờ? Hai cái người kia chận họng xong rồi đưa cái điểm 10 ra vậy rồi tôi nói cái gì nữa? Nhưng mà thật ra là người này tha thứ cho hai người kia, bởi vì sự thật nó là như vậy. Tức là con đã làm cho tất cả mọi người quên rằng là có Thanh Thủy ngồi ở đây, chỉ có Y Bình mà thôi. Vậy là chúng ta biết được số điểm của chú Thanh Bạch và cô Hồng Vân rồi. Và bây giờ sẽ là số điểm của 50 vị khán giả tại trường quay đêm nay. Xin mời. Và chúng tôi nhận được số điểm dành cho gã Lý Thông nham hiểm Y Bình ngày hôm nay, 9,8 điểm. Xin được chúc mừng Y Bình. Mẹ, trời ơi, con đau lại một phát hành hạ mẹ tôi. Mẹ sao rồi? Mẹ đỡ đau hơn chưa mẹ? Tiểu Phương ơi, con lại lấy máu của mình để cứu sống mẹ nữa sao con? Nếu như rút cạn máu tim con để cho mẹ khỏi căn bệnh quái ác này thì con cũng bằng lòng chấp nhận. Tiểu Phương ôi,
Chúa sinh tử trong tất cả. Mẹ đã yêu thương con bằng tình thương của tự thân trời xót thương cho mẹ con thoát qua tai nạn. Mẹ ơi, qua cải tử đang đến giờ khoe sắc, mẹ hãy đợi con sẽ hái xuống cho mẹ ngay lập tức. Dừng tay. Tôi chịu chết. Không.
không được đâu Tiểu Phượng ơi. Mẹ, mẹ, một lại này con xin từ tạ mẹ, con sẽ vẫn là con của mẹ thương yêu mãi mãi. Vĩnh biệt mẹ. Con ơi, con có một cái gen chắc là do cha mẹ để lại. Thì tôi con có một cái giọng hát rất là hay. À, chú thích cái giọng hát của con. Ca rất là ngọt. Phần diễn xuất thì cái tác phẩm này thì chú khen cái sự tưởng tượng của cái người mà viết ra cho con. Tính nhân văn rất là tốt. Tức là dám hy sinh cả một cái sự mà tu luyện thành con người để cuối cùng để giúp cho cái người mẹ mình sống trở lại. Cái phần diễn xuất của con thì thấy có tương lai đó. Giá gì mà Đồng Áo Bạch Long còn làm lại chắc sắp tuyển con về rồi. Dạ, cảm ơn chú. Càng ngày Y Bình càng tiến bộ. Con tiến bộ từ giọng hát. Ngày đầu cháu hát không có được vững vàng như vậy. Thế nhưng cô còn muốn Y Bình phải tiến bộ hơn như vậy nữa. Bởi vì cô biết là con có thể làm được. Ở trong tiểu phẩm này á, thì về cái phần diễn xuất của Y Bình á, nó có một cái như vậy nè. Lúc mà con đóng vai cái em bé Hiền á, cái lúc mà chưa là thú á, đúng không? Thì rất là dễ thương, rất là dễ thương. Đến khi con chuyển qua thú, con cũng vẫn dễ thương như vậy. Mà cái điều mà cô Vân muốn là con phải có một chút xíu sự khác biệt. Bởi vì rõ ràng khi con là con người thì khác. Khi con khoác lên người một cái áo thú thì nó phải khác một chút. Chứ nó không thể mà ý chang như vậy được. Con hình dung không? Cô phải góp ý cái này cho Y Bình. Bởi vì cô biết nếu như Y Bình hiểu ra cái điều mà cô Vân muốn ở con á, thì những số sau Y Bình sẽ làm tốt hơn nhiều. Đúng không? Nha. Dạ. Chú Bạch thấy rằng con đóng tuồng tâm lý xã hội của tuần trước rất là hay. Lần này đóng cũng rất là hay. Nhưng yêu cầu của ban giám khảo muốn khắt khe hơn để con trở nên xuất sắc. Con có đồng ý như vậy không? Dạ. Dạ đúng. Con phải đồng ý theo kiểu con thú. Theo kiểu Phượng Hoàng đi con. 2, 3. Đó, chạy đó. Trời ơi.
Và bây giờ là điểm số của các cô chú dành cho bé Y Bình. 9,75. 9,75 là số điểm chú Thanh Bạch dành cho con. Xin mời cô Hồng Vân. Cô cũng vậy. 9,75 điểm dành cho Y Bình. Còn bây giờ là phần cho điểm của 50 khán giả đêm nay. Xin mời. Số điểm của 50 khán giả đêm nay dành cho bé Y Bình, 9,4 điểm. Xin được chúc mừng Y Bình. Cảm ơn quý vị. Nhân ơi, đi thẳng. Nhân ơi Nhân, rồi lại quẹo phải. Nhân ơi, đứng lại tao hỏi cái. Vụ gì? Mày dắt tụi tao đi đâu từ sáng tới giờ vậy? Thì về thị trấn Ốc Eo, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang. Biết rồi. Mà để làm cái gì? Thì để nhóm tụi mình tìm tư liệu để hoàn thành bài tiểu luận chứ làm gì nữa. Biết luôn rồi. Thì chủ đề nhóm mình chọn là nghiên cứu di chỉ Ốc Eo của người Phù Nam. Đúng rồi, văn hóa Ốc Eo là một nền văn hóa cổ đại cách chúng ta hơn 2.000 năm. Và kinh đô Phù Nam là một trong những kinh thành có nền kinh tế phát triển bậc nhất lúc bấy giờ luôn đó. Nếu như may mắn, chúng ta sẽ tìm được những thứ mà các nhà khoa học chưa khám phá ra được. Đến lúc đó, tên tuổi của bốn anh em chúng ta sẽ nổi tiếng trên tất cả các mặt báo luôn. Thôi, nổi tiếng đâu ra chưa thấy, tôi thấy tôi nổi máu rồi nè. Làm gì nổi máu? Mệt. Làm gì mệt? Đi sáng giờ mệt. Hai cậu mệt không? Mệt. Yên tâm, tới rồi nè. Đẹp quá à. Nào, nhóm chúng mình cùng nhau tác nghiệp. Ê, bức phù điêu này đẹp quá nè. Ê, đừng có đụng vô. Đụng có sao đâu. Ê, cái thằng này, đừng có đụng vô.
ta đã có những giây phút thật đẹp khi trở về Vương quốc Phù Nam, một trong những vương quốc cổ phát triển thịnh vượng nhất của khu vực Đông Nam Á từ thế kỷ thứ nhất đến thế kỷ thứ bảy sau Công Nguyên, và được xem là một trong những cái nôi của cái nền văn hóa phát triển lúc bấy giờ. Và ngày hôm nay thì quả thật là Tôn Thư còn mang đến cho mọi một không khí, chú Toàn cảm giác là tất cả mọi người đều nín thở lại để hòa vào cái không khí huyền bí trầm mặc của những cái tòa tháp cổ. Cô là người lớn ha, mà với cái không khí huyền bí vừa rồi, rồi lại lộng lẫy, nguy nga như vừa rồi, tự nhiên cô giống như cô bị lạc vào một cái xứ sở khác. Cô không còn cảm nhận là cô đang ngồi ở đây, cô làm giám khảo nữa. Trời ơi, đẹp đẹp từng cm luôn á. Thư hoàn toàn là một pho tượng. Pho tượng rất là đẹp, rất là hiền luôn á. Trời, cô thích dễ sợ luôn. Những cái động tác khó á, khi mà con chỉ trụ một chân á, rồi con phải tạo dáng cổ á, thì khó nhưng mà mặt con vẫn lạnh tanh, bởi vì con đang là tượng, con không được quyền nhíu mày, con không được gì hết, đúng không? Nói chung là cô rất là cảm phục con, và cô vô cùng thích cái tiết mục này. Cảm ơn con rất nhiều. Tiết mục này chú Long xem, chú Long rất thích. Thích là chỗ nó có cái quyền bí gì đó, nó cuốn hút chú Long phải đi theo coi, mà phải là khâm phục con ở chỗ là cái động tác múa nó rất là khó, mà đối với một đứa trẻ con như con vậy là đối với chú Long thiệt tuyệt vời. Thì chúc mừng con hoàn thành cái tiết mục này. Đây là điệu múa của thần thánh, chứ không phải là của người thường, không phải là điệu múa giao tiếp, cho nên thần thái là thể hiện phong cách là cực kỳ quan trọng trên sân khấu. Thư và các anh chị đã tạo nên một không khí nó mang cái vẻ gì đó kỳ bí, và đã đưa ngay tức khắc những người xem như chúng tôi vào trong thế giới huyền bí đó. Thì đây lại là một cái sự cố gắng để mình làm những động tác cực kỳ đỉnh, cực kỳ khó. Khán giả thì nao lòng. Chúc mừng. Cảm ơn chú. Xin được cảm ơn chú Thanh Bạch. 3, 2, 1. Hên! 10 điểm của cô Hồng Vân và 10 điểm của chú Thanh Bạch dành cho Tô Anh Thư. Số điểm của chú Bạch Long dành cho con sẽ được giữ lại. Và bây giờ chúng ta sẽ nhanh chóng đến với số điểm của khán giả tại phim trường đến đây. Xin mời. Số điểm của 50 vị khán giả dành cho con đêm nay, 9,8 điểm. Xin được chúc mừng Tô Anh Thư. Có chuyện gì mà làm náo loạn thành bách đa của ta vậy? Dạ, kính thưa đức vua, chúng thần vừa bắt được một tên ăn trộm. Ai? Ai mà dám cả gan vậy? Ai? Dạ, là A-bu. A-bu. Ngươi. Á trời ơi, A-bu ơi, con dễ thương quá vậy. Trời ơi. Ôi xin như một thiên thần vậy đó, con cười cái coi nè, cười cái coi. Trời ơi, nụ cười không tì vết luôn á, quá dễ thương. Đức vua, hắn vừa ăn trộm. Vậy à? Dạ. Dạ, con không có ăn trộm. Người ta nói không có kìa. Dạ, thưa đức vua hãy nhìn hắn đi, vật chứng rành rành kế bên hắn đó. A-bu. Khỏi chối nghe, có vật chứng nha. Dạ, cái bình này là cái bình không. Hồi nãy bà ta đã bỏ đi, coi chỉ lụm lại thôi mà. Trời ơi, cái bình không. Trời ơi. Đây là chạy bắt nhỏ nãy giờ. Dạ, thưa đức vua, cái bình thần chỉ để đó thôi, chứ thần chưa có bỏ đi. Thôi được rồi. Luật lệ của thành Bách Đa này, ăn trộm, chặt tay, nói dối, nhổ hai cái răng cửa. Bây giờ sao?
nói cho tao biết Abu có ăn trộm hay không? Dạ, rồi. Dạ. Nói. Dạ có. Dạ không. Thưa Đức Vua, cái đó là cái bình là thần đã bỏ đi. Abu không có ăn trộm. Thần xin nhận lỗi. Đức Vua tha tội. Bà ta đây. Dạ xin Đức Vua hãy tha cho bà ta. Ta chỉ hù vậy thôi, chứ hôm nay ta sẽ không xử tội ai hết. Tại vì hôm nay là ngày vui. Ngày vui là sinh nhật con trai ta, hoàng tử của ta. Sinh nhật hoàng tử. Vẫn cái nét mặt này từ nhỏ tới lớn, không bao giờ thay đổi. Con à, con là hoàng tử Thành Bách Đa, chứ không phải là hoàng tử mùa đông, con nha. Thế bây giờ, hôm nay là sinh nhật con trai ta. Ai, ai có thể làm cho con trai ta cười, ta sẽ trọng thưởng. Tâm thiệt chứ. Còn ai được không? Còn ai được không? Còn ai không? Dễ thương quá kìa. Dễ thương quá. Con à, con cười giùm ta một cái đi. Cười nè, 2, 3. Dạ, để con. Hả? Abu hả? Làm được không? Được không? Dạ lên. Làm được rồi Abu. Tâm lên ngoài. Các em nhắc anh đó, hai anh em luôn đó chị. Giỏi quá ba Abu ơi. Ôi giỏi quá. Làm gì vậy ta? Ủa? Ôi, cẩn thận nha Abu. Được không Abu? Trời ơi. Con muốn tham gia. Khoan, hoàng tử con nói gì? Con muốn tham gia. Hả? Con muốn tham gia hả? Dạ. Trời ơi, thôi đi hát đi con, cha chiều lòng con đó nha. Được con thích phải không? Dạ thích. Ôi, thích đẹp đi, nó mặt đi dịu quá. Cẩn thận nha hoàng tử. Cẩn thận hoàng tử ơi. Quái tử làm được. Hay quá. Quái tử ơi, con có thích không? Dạ thích. Trời ơi, quái tử thật tốt đó. Thích mà mặt vẫn đơ. Trời ơi, thích thì đi dịu quá. Con ơi, con cười cái nữa nè. Cười miệng con. Thank you.
sao, con có thích không? Dạ thích. Ôi ơi, con vẫn là thích nét mặt này, nét mặt vi diệu, thích mà vẫn đơ vậy đó hả? Con ơi, bây giờ con thích, con cười mạnh hơn cái nữa nè. Ha ha coi. Ha ha. Trời ơi. Ôi, nhưng mà chưa có tâm lý nha. Nhưng mà không sao, tập sau sẽ cười nhiều hơn. Như lời ta đã hứa, thì ta sẽ trọng thưởng cho Abu. Kể từ nay, Abu sẽ là con trai nuôi của ta. Xin được cảm ơn nghệ sĩ Duy Hà. Và chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại ông nội của Minh Nhật và Minh Quang trong những tập tiếp theo của Sao Nữa Ngôi. Cảm ơn anh rất nhiều. Dạ. Minh Nhật, khi mà con leo lên cái con lăng thăng bằng đó, con có sợ không? Dạ có. Con sợ điều gì nhất? Dạ sợ té. Các con đã làm cho cô muốn rớt tim ra ngoài. Sợ quá à. Cô rất là vừa thấy thương mà lại vừa khâm phục lòng dũng cảm của hai con, và tiếp nữa là sự phấn đấu cũng như là lòng yêu nghề của cả cái truyền thống của gia đình. Cảm ơn nội con và cảm ơn những người đã dung sức cho tụi con có được ngày hôm nay. Nếu mà bây giờ biểu để cô Vân đứng một tầng cũng không đứng, chứ đừng nói tới ba tầng, không có đứng, kiên quyết. Thứ nhất là sợ bị té. Dạ. Thứ hai là sợ sân khấu nó sập. Bể ly, con đứng lên mấy cái ly, con bể hết 4 cái ly luôn. Con ơi, nói thiệt với con nha, hôm nay á, cái tiểu phẩm của con á, có duyên quá trời luôn. Mà hay, thiệt là hay vậy đó. Minh Quang, cái mặt của con nó lạ lùng lắm. Không có một cái hoàng tử nào mà một cái nét mặt từ lúc sanh ra đời cho tới 7 tuổi mà mặt y chang vậy, không thay đổi. Đó. Đó, cười rồi kìa. Nhân mẹ bà. Nhân mẹ bà. Nhân mẹ bà. Nhân mẹ bà. Còn Minh Nhật thì thôi khỏi nói rồi. Cô Vân nhắm mắt, cô Vân hình dung tương lai đây sẽ là một người diễn viên xiếc vừa đẹp trai nè, vừa giỏi nè, mà lại có một cái tấm lòng cực kỳ nhân hậu. Tại vì cái khuôn mặt của con nó thánh thiện vô cùng. Dòng tộc của con á sẽ phải hãnh diện về con trong tương lai. Kịch bản chặt chẽ, kỹ thuật diễn xuất điêu luyện, Donny đóng dài vai diễn, thì điều đó khán giả truyền hình sẽ yêu và nhớ con vô cùng với tiết mục của Minh Nhật, Minh Quang. Xin được cảm ơn chú Thanh Bạch. Và bây giờ sẽ là số điểm các cô chú dành cho các con. Cô Vân cho con 10 điểm. 10 điểm từ cô Hồng Vân. 10 điểm từ chú Thanh Bạch. Còn bây giờ sẽ là phần trao điểm của 50 vị khán giả đặc biệt đêm nay. Xin mời. Và số điểm của khán giả dành cho tiết mục Tên Trộm Thành Bách Đa của Minh Nhật, Minh Quang là 9,6 điểm. Xin được chúc mừng các con. Xin cảm ơn quý vị khán giả. Bye.
Bây giờ chúng ta cùng lắng nghe những ý kiến của các cô chú dành cho tiết mục của con trong đêm nay, cho những nàng công chúa rất đáng yêu. Bây giờ con muốn lắng nghe ý kiến của ai? Của hoàng tử, của công chúa hay là của hoàng hậu? Công chúa. Con có biết cô là công chúa gì không? Dạ. Cô là công chúa tinh bột. Cô nghiện tinh bột quá. Cô cứ thấy bánh mì cái là cô bánh mì. Các loại bánh mì. Mà cái bánh mì cô nghiện nhất là bánh mì bơ đường. Trong cái số này á, cùng một lúc con được làm ba nàng công chúa, hát một cái bài hát rất là khó. Trong cái bài này á, là thực ra cái nội dung á, thì chỉ làm giấc mơ ai cũng mơ, nhưng mà con lái cái giấc mơ của con được làm nhiều những cô công chúa vậy á, tự nhiên cô rất là thú vị. À, là tại vì con kết hợp vừa hiện đại mà vừa cổ tích á, và con hôm nay thì con rất là đẹp, đẹp từ cái công chúa vô danh đầu tiên cho đến cái nàng tiên cá. Coi tiết mục này của con á, cô tự nhiên cô nhớ về tuổi thơ của cô mà cô rất là hạnh phúc, cô rất là thích. Con vừa tặng cho các cô, các chú với tất cả quý khán giả ở đây một cái bài hát rất là dễ thương. Con đã dẫn dắt cho mọi người đi hết cái sự lãng mạn này đến một cái màu sắc khác. Xanh xanh đỏ đỏ đẹp quá đi. Cô công chúa bé tí gì đây. Nhưng mà đã có nguyên một dàn hỗ trợ đã giúp cho con có được một cái tiết mục rất là hoàn chỉnh, rất là đẹp. Cảm ơn con. Ôi hỡi các nàng công chúa trong một nàng, nếu như cái tuần vừa rồi con đã sử dụng vũ đạo rất là nhiều, rất là khó, thì ở đây con lại chuyển sang cái phần trình diễn rất là duyên dáng, rất là dễ thương. Và đặc biệt cái giọng của con á, khi lên những quãng cao, sao chú thấy nó mạnh mà nó sáng như thế. Tuần này đã hay rồi, tuần sau cố gắng hay hơn nữa ha. Chú cảm ơn con rất nhiều. Xin được cảm ơn chú Thanh Bạch. Và bây giờ là số điểm của các cô chú dành cho bé Khánh Vy đêm nay. 9,75 điểm từ chú Thanh Bạch và 9,75 điểm từ cô Hồng Vân dành cho bé Khánh Vy trong đêm nay. Còn bây giờ là đến phần cho điểm của 50 vị khán giả tại trường quay. Xin mời. Số điểm của 50 vị khán giả tại trường quay dành cho Khánh Vy là 9,4 điểm. Oh,
gấu nhỏ quá đi. Trời ơi, cái con gấu nhỏ này thiệt á, mỗi ngày nó mỗi hay lên á. Thiệt á, gấu hay là gấu. Tại vì á, trời ơi, nó dễ thương gì đâu á. Thiệt á, giờ cô Vân cũng biết nói gì. Cô Vân chỉ biết là nãy giờ cô Vân không còn giữ sĩ diện là một bà hoàng hậu nữa, mà cô Vân như một con điên vậy đó. Cô Vân hồi hộp, cô Vân lo lắng, cô Vân lo sợ. Trời ơi, nhưng mà cuối cùng cái lo sợ hồi hộp của cô Vân là vô ích. Bởi vì cái bệ gọi là cái bệ Minh Nhật dạ quá là vững vàng để mà bê cái con gấu Minh Quang ở trên vai đi. Trời ơi, cô tưởng tượng đến hình ảnh của anh Quốc Cơ Quốc Nghiệp á. Dạ. Rồi mai mốt là tụi con cũng sẽ giống như là các anh đó. Trời hay quá. Chú Long khóc luôn đó con. Chú nói thiệt á, chú trân trọng nghệ sĩ diễn sân khấu 10 mà chú trân trọng nghệ sĩ diễn xiếc 20. Yeah. Bởi vì cái người nghệ sĩ xiếc á, họ hy sinh cả cuộc đời mình cho nghệ thuật, mà cái sự nguy hiểm tới họ, tức là chỉ cần một giây thôi là rớt xuống là nguy hiểm. Mà cái chuyện con đi lên quá, con đi qua cái cầu là nước mắt chú nó rơi nè. Chú trân trọng tụi con quá, tại vì tụi con còn nhỏ mà tụi con lại học cái bộ môn này. Trân trọng tụi con. Cảm ơn chú bà con. Đây là một tiết mục những miếng trò được đưa vào thành câu chuyện. Thứ nhất, Dubai trên không bằng tay không. Thứ hai, Dubai nhào lộn trên không. Thứ ba, chồng người quá cầu. Sau khi khu rừng bị cháy, tất cả được sinh sôi bởi tình yêu để bảo vệ môi trường. Chúc mừng Minh Nhật, Minh Quang, đại gia đình siết Di Hà. Mười điểm. Mười điểm của chú Thanh Bạch dành cho Minh Nhật, Minh Quang. Yeah. Cô Vân sao mà thua chú Thanh Bạch được. 10 điểm của cô Hồng Vân dành cho Minh Nhật và Minh Quang. Còn bây giờ sẽ là phần cho điểm của 50 khán giả đặc biệt đêm nay. Số điểm từ 50 vị khán giả đêm nay dành cho tiết mục của Minh Nhật, Minh Quang: 9,8 điểm. Chúc mừng các con Minh Nhật, Minh Quang. Phải là Tiểu Ngư con của ta chăng? Tiểu Ngư! Dạ, con đây. Cha ơi, cha đang ở đâu vậy? Tiểu Ngư, cha đang ở đây. Cha đang ở nơi đây. Cha cứ yên tâm, con thấy cha rồi. Con sẽ cứu cha. Tiểu Ngư, con không được phép lại gần đây. Cha mang trọng tội nên đã bị giam lỏng ở nơi này. Cho nên tiền chẳng ra tiền mà ngư chẳng ra ngư. Nếu con phá đảo thiên giang thì cha con ta phải mang trọng luật thiên. Con nghe lời cha, hãy lập tức về ảo sen của tiên ông Nam Cực. Về đi con. Cha nào đâu nó làm ngơ, bố rồi chẳng lo tự thân đau khổ. Con nguyện cứu quý cha hiện ra ngoài bình an. Yêu thân phải lo, dẫu mang tội tình con nào thân gian. Đừng con ơi, về đi thôi. Luật thiên giới nghi minh tri trần nào đâu nể tình. Ngàn năm công tố của mình, lời
biết sai mặt thì gian tà. Đừng. Đầu tiên để cứu cha thoát khỏi dòng lao lý. Và ước nguyện ngày xưa con đã vuông tròn. Phụ tử xa nhà con nhung nhớ nỗi mà. Trời ơi, con của tôi đây. Thương trẻ thơ ôi xót xa, thời gian trôi cô đơn vắng lạnh, phần làm cha chẳng bên con thơ, làm thân con sống trong mồ côi. Giờ cha con ta không cách xa, tìm lại những tháng năm ban đầu, nắm tay con dìu bước đi đến những nơi thiên đường không xa. Dù cho bao giờ ta khó khăn, tình thương ai nghe nhân chân anh, áng mây ngàn cùng gió bay sẽ như cha. Tiểu Ngư, giỏi cho Tiểu Ngư, dám phá thiên gian đạo. Kiếp bắt Tiểu Ngư tinh. Đừng. Hey. Yeah. Rồi cả tinh to gan vô biên. Dạ, con xin chư tiên tha thứ lỗi. Vì con khờ chưa hiểu nặng băng, con xin người tha tội chết. Chớ cầu xin vô ích, luật trời nghiêm minh, kiếp là chúng ta vì linh tiêu thọ tội. Xin cha hãy tránh ra để con trẻ đỏ sớm. Tiểu Ngư to gan, thiên binh bắt Tiểu Ngư. Hey. Ha 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 ha!
Tiểu Ngư, đừng, đừng. Tiểu Ngư, con hãy dùng phép thần thông của dòng họ nhà Lý ta để lại. Để mặt ta mà dùng tay hạ thủ, lỗi nghịch đồ để lão xử phân. Tiểu Ngư, sao con lại dám lẻn gọi ao sen mà xuống đây gây lên tai họa? Dạ. Dạ, tạm tiên ao. Thương mang đau yếu làm con cùng cha chưa chọn con. Sao sao tôi tình thương phụ vương đau con. Làm sao Tiểu Ngư ngờ nhìn con đã lệ một phe. Con tài đời không than, coi tin mắt tùy tiên áo luật hình chuyên ba. Dạ, con xin chư tiên hãy rộng lòng mà tha thứ tôi. Khá khen cho tình phụ tử thiên liêng cao quý. Phần Tiểu Ngư thân mang trọng tội, nhưng vì chữ hiếu nên ta tha cho tội tử. Còn tội sống khó bề dung thứ. Lệnh truyền, sáng mai trút hết phép tiên, đầy xuống trần gian làm người thường mắt thịt. Trần đạo tích đủ 1000 công đức mới được trở về non tiên cùng phụ thân tu đạo. Còn Lý Ngư, dạ, mau mau theo ta trở về non tiên, tiếp tục thọ tội. Trời ơn tiên, trời ơn tiên ơi. Thiên binh thiên tướng, dạ, kiếp đưa Lý Ngư và Tiểu Ngư xuống trần thọ tội. Cả hơn, Tàng biết con làm Tiểu Ngư, Tiểu Ngư làm con cá nhỏ đúng không? Dạ đúng. Rồi con làm con cá gì vậy? Con làm một con cá ba đuôi quá, tại bụng bự giống con cá ba đuôi nè. Con tập cái này con có thấy cực không? Dạ khó lắm. Khó ở cái chỗ nào? Dạ khó là cái chỗ... thường là mấy cô chú tập cho con cải lương á, mấy cô chú nói cái câu giọng cổ phụ thân ơi á, là mấy cô chú nói cái câu đó khó mình mới ăn điểm, nên con phải dán tập cái câu đó, bởi cái câu đó nó khó nhất á. Bây giờ con hát lại lần nữa cái phụ thân ơi chú Tàn nghe được không? Dạ được. Phụ thân ơi, 3 năm dài con ra sức học đạo tiên để cứu cha thoát khỏi dòng lao. Lý cha ước nguyện ngày xưa con đã vuông tròn. Đúng rồi con, khó thiệt. Hát như vậy khó lắm, dạ, hiểu không? Dạ. Để hát được như con khó ghê lắm. Con có biết không, trong lúc coi con diễn là chú Toàn coi con rồi nhìn xuống cô Hồng Vân thì cô Hồng Vân là người có đủ 50 sắc thái trên mặt luôn. Cô Hồng Vân, cái chuyện gì vậy? Lo cho Khả Hân á, sợ Khả Hân trật nhịp á. Dạ. Ai về đâu có trật nhịp đâu. Dạ. Chỉ có cái là lúc mà con lên cái câu ăn điểm á thì là nó bị kỳ kỳ thôi, bị kỳ kỳ thôi. Không sao, tại vì con đâu phải là Dương Cải Lương đâu. Nếu mà hôm nay mình quán đổi mà mình con chọn là con hát cải lương Hồ Quảng thì con phải hát hay chứ. Dạ, con cũng gán hát hay người đó. Con cũng gán hát hay người đó. Gán lắm rồi đó. Mà lúc mấy cái bộ mà đi quỳ gối mà đi bằng đầu gối đó,
con có bị đau không? Cái chỗ đó là cái mấy cái kim sa đó đau lắm đúng không? Dạ đau. Không đâu. Thế bà mai đồ cho con có lót bên trong rồi. Ồ, vậy hả? Trời ơi. Rồi lúc mà Khả Hân làm cái bộ mà đi xong rồi ấy cái chân ra vậy đó, có bị trơn không? Cái chỗ này trơn quá đi. Con ấy nó khô, nó đâu bị trơn đâu. Vậy không trơn, mắc mới gì nãy con bị tượt. Lúc là, mà là con bị trượt đó, con bị trượt chân á. Không phải, cái khúc đó là cái cô mà phụ thầy Giang dạy á, là cái cô đó kêu tẹ chứ không phải là cái sàn nó trơn. Sao ta? Sao tại cái bụng bự quá nó che hết cái giò. Không có thấy cái mà bộ mà tượt ra giống như hồ quảng luôn. Thôi chị thấy... nói khó quá, bỏ qua đi hát cô. Con Vân làm vậy để biểu diễn chút cho chú Hùng thấy đó, cho chú Hùng thấy cái tài nghệ của Khả Hân á. Trời ơi, ứng xử cỡ nào cũng nói được em ơi. Nói đó cũng là một cái nét rất là duyên và rất là riêng. Nãy giờ chú Hùng coi, chú Hùng thấy rằng là nếu như là ở một cái phương diện giải trí á, thì bé đã làm trọn vẹn được cái tài năng cũng như là cái vai diễn của mình. Cái bài diễn rất là khó này, vừa phải vũ đạo, vừa phải tẹt cái giò này, vừa phải đánh nhau nữa. Ca cải lương nữa. Ca cải lương nữa. Mà chú Hùng chắc phải học hỏi con cái vụ ca cải lương quá. Thường thường chú Hùng phải ca một hơi mà con ca chi mấy hơi mà con hát, khán giả vẫn vỗ tay quá trời luôn. Đúng không? Khán giả cho thêm tràng vỗ tay nữa nào. Với chú Hùng nghĩ rằng là con chỉ cần bước ra sân khấu thôi là con đã tỏa sáng rồi. Chịu khó học hỏi thêm thì con sẽ còn trở thành một cái người không ai có thể thay thế được. Chúc mừng con. Ở đây á thì thầy của con mà đóng vai cha luôn á là đã hiểu được con là giỏi về vũ đạo. Cho nên cái bộ môn ca diễn á của nghệ thuật tuồng cổ á, nó đòi hỏi người diễn viên phải giỏi về hình thể và phải hát hay và thể lực tốt. Biết tại sao không? Tại vì khi mình múa vũ đạo nhiều quá mà thể lực mình kém á, mình sẽ hết hơi, mình hát không nổi, mình hát không có hay. Đúng không? Dạ. Thì ở đây cái này á, cái tuổi của con làm cái chuyện này là ít có người thầy nào mà dám giao cho học trò nhỏ tuổi mà một cái kịch bản ca diễn nó khó như vậy. Chỉ có dám giao cho Khả Hân thôi. Và cái người mà nhận lời cái này á, chú cũng rất khâm phục đó là con á. Tại vì cái văn theo, viết theo tuồng cổ con biết không? Thí dụ mình diễn cái tuồng hiện đại như con bướm, con sâu thì mình nói những câu, những từ nó giống như ở ngoài đời. Còn cái văn của cái tuồng cổ nó rất là khó nhớ. Mà con có một trí nhớ rất là tốt. Con thuộc rất là nhuyễn. Tôi nghĩ đây là kỷ niệm đẹp trong đời của con. Sau này con có thể lớn lên xem lại cái này, con sẽ tự mỉm cười. Con nói bé Khả Hân hồi xưa cũng khá lắm đó nhè. Phải không? Dạ, cảm ơn chú Thanh Bạch rất nhiều. Bây giờ sẽ là số điểm của các cô chú dành cho con. Xin được mời số điểm từ cô Hồng Vân. Con còn y nguyên vậy luôn á. 10 điểm của cô Hồng Vân dành cho Khả Hân. Dạ con cảm ơn cô. Xin mời chú Thanh Bạch. Chú xin được trừ con 0,5 điểm. Dạ. 10 điểm của chú Thanh Bạch dành cho Khả Hân. Dạ con cảm ơn chú Thanh Bạch. Còn bây giờ sẽ là phần trải điểm của 50 khán giả đêm nay. Xin mời. Số điểm của 50 vị khán giả dành cho bé Khả Hân đêm nay, 9,6 điểm. Xin được chúc mừng Khả Hân và cảm ơn quý vị. In the Barbie world, life is plastic.
Hi, Barbie. Hi, Ken. Do you want to go for a ride? Sure, Ken. Jump in. I'm a Barbie girl in a Barbie world. Life is plastic and fantastic. You can brush my hair and trust me everywhere. Imagination, life is your reaction. Come on, Barbie, let's get body. Ngày hôm nay con làm búp bê vậy con thích không Khánh Vy? Dạ thích ạ. Ừ, con thích làm một bé Khánh Vy giống như là một cô công chúa ở tập trước, nhưng hay là một cô bé búp bê màu sắc như tập này? Con thích cả hai luôn ạ. Con thích cả hai. Vậy để xem các cô chú thích cái nào nha. Ôi, hôm nay hình như là con đang sống lại gọi là cá gặp nước. Mình toàn tâm toàn ý để cơ thể vận động và nhảy múa như chưa từng được nhảy múa. Con đã vượt lên trên kỹ thuật để cống hiến một tiết mục mà các bé xem sẽ nhất định sẽ bắt chước tìm cái áo đầm giống như là áo đầm của bé Khánh Vy thì mới chịu đó nha. Quay một vòng con, quay một vòng, Vy, quay một vòng. Yeah, chạy chùa. Hôm nay thì cái tiết mục của Khánh Vy á, chắc chắn là các bạn nhỏ khi xem sẽ rất là thích, bởi vì Barbie thì gắn liền với lại lứa tuổi nhỏ 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 như tụi con, hầu hết là đều mê Barbie hết. Rồi có thêm anh Ken vô nữa, đó thì rất là dễ thương. Tuy nhiên thế này, nếu mà mình ở một cái cuộc thi với các bạn thì tiết mục của mình nó tương đối là nó đơn giản và nó nhẹ nhàng hơn. Tiết mục của các bạn, cô biết chắc chắn là các bạn phải khổ luyện rất là nhiều. Đương nhiên là cái của con cũng phải khổ luyện, nhưng mà nó trong cái tầm tay của con. Nếu mà tách ra một tiết mục của Khánh Vy thì đây là một cái tiết mục rất là dễ chịu, rất là dễ thương, rất là đáng yêu luôn á, mà chắc chắn là các bạn nhỏ khi xem sẽ rất là thích. Thì cô chúc mừng con cũng vẫn xinh đẹp như từ số đầu tiên con xuất hiện. Rồi vậy thì đối với Bạc Bi thì Bạc Long thấy làm sao? Chú đồng nhất ý kiến theo cô Hồng Vân là tại vì đây là cuộc thi mà tiết mục của con nó đơn giản quá. Không, tiết mục này chỉ đơn giản chứ vẫn hấp dẫn. Nó gọi là nó không khó bằng thôi. Ừ. Chứ còn vẫn rất là hấp dẫn tiết mục này. Có cái này nè, với nè, khi mà con quá thành búp bê đó, đồng ý là con múa nhưng mà phải có những cái chi tiết của con búp bê. Chú chỉ góp ý vậy thôi, mà nếu vậy sao có những cái gì nó con ráng con làm hấp dẫn hơn nha. Cảm ơn các cô chú, và bây giờ sẽ là điểm số của các cô chú dành cho cô bé búp bê đáng yêu. 9,75 nha. 9,75 điểm của cô Hồng Vân dành cho Khánh Vy. 9,75 điểm. Và bây giờ là điểm số của khán giả dành cho Khánh Vy. Số điểm chúng tôi nhận được từ 50 khán giả tại phim trường dành cho bé Khánh Vy là 9,4 điểm. Xin được chúc mừng Khánh Vy. Xin được cảm ơn quý vị. Hết chuyện rồi, giờ mình chơi cái gì đây? Nói chuyện với mình đi, cho mình mượn để mình coi có đọc có gì vui không nha. Ờ, dậy đi Mi ơi. Mình thích ngủ hơn. Thôi giờ này còn ngủ gì, dậy đi.
Thôi. Rủ hoài mà không có ai đi chơi đó. À, đúng rồi, mình còn có bạn Bông mà. Bây giờ hai chúng mình làm gì đây? Hay là hai chúng mình cùng hát một bài nhé. Ừ, nhưng mà trước khi hát thì chúng ta phải chào khán giả đã. Xin chào bạn. Say hello. Vẫn quay một ngày bầu trời đẹp xinh trong xanh như vậy mời. Cảm ơn cuộc đời vì mỗi buổi sáng cho ta sống vui. Anh em bạn bè mọi người vẫn bên ta luôn từng phút giây. Cuộc đời như mong, cuộc đời như thơ, say hello. Thank you.
tại sao con lại quyết định chọn bài Say Hello để giới thiệu với mọi người ở trong tập đầu tiên tập Xin Chào này? Bởi vì con muốn gửi lời chào đến tất cả ban giám khảo và quý vị khán giả. Dạ, sao thở dài vậy chị? Thấy hoang mang quá. Dạ, chuyện gì ạ? Bước vô đây thì ai cũng khen người đẹp tê đô đẹp quá. Dạ. Mà bữa đây thí sinh thứ ba cũng là nữ, cũng đẹp luôn. Giống cô luôn hả cô? Đẹp giống cô luôn. Nữa hả cô? Nữa. Lỗi cho tôi đi về. Dạ sao ạ? Sao vậy? Chứ bây giờ có bao nhiêu thí sinh là cổ dành đẹp giống cổ hết rồi, giờ tôi dành ai đây? Con có một cái thể hình rất là đẹp. Cái đôi chân con rất là dài. Cái vẻ đẹp của con nó trong sáng, giống như là ánh trăng rằm, rất là đẹp. Nhảy đẹp vô cùng. Con thích cái nhạc giống như con đang hát đúng không? Nhưng mà bây giờ để mà giữa nhạc đó với lại cái dance sport á, thì con sẽ chọn cái nào nè? Dance sport. Dance sport. Ờ, có nghĩa là con sẽ là sao nối ngôi nhí, nối ngôi cha mẹ làm việc trong môi trường nghệ thuật. Nhưng mà con rất là muốn đeo đuổi cái đam mê của con, đó là bộ môn dance sport đúng không? Theo cô Vân á, thì cái chọn lựa của con là chính xác. Phần đầu là con diễn kịch với các bạn nè, xong đến phần thứ nhì là con hát nè. Nhưng đến phần thứ ba khi bắt đầu con nhảy á, thì đúng lúc đó là con tỏa sáng. Trời ơi, con sáng rực luôn, mà con đẹp, mà con tự tin một cách khủng khiếp. Với cái bộ môn dance sport của con là tức là nó là cái đam mê của con á, thì cô Vân nghĩ là con giữ cái đam mê của mình, bởi vì con sanh ra hình như là để dành cho bộ môn nghệ thuật đó. Chú Bạch cho con một bài học kinh nghiệm rất là đơn giản. Dạ. Con biết nhiều ca sĩ hát hay, rồi sau đó mới đi tập vũ đạo. Thì làm sao mà múa đẹp bằng vũ đoàn? Dạ. Con có một nền tảng dance sport, thì như vậy có nghĩa con có lợi thế khi con chuyển sang con làm ca nhạc. Mà vấn đề là con phải kết nối được giữa lời ca và động tác hình thể của mình. Kết hợp ca, diễn chỉ là một đối với con mà thôi. Con phải hát thoải mái như là con đang nhảy. Chú Bạch lên cho tụi con coi là làm sao mà nhảy thoải mái mà hát được. La 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 la. Ôi đời đẹp quá, đẹp quá, chân bao ý thơ, cha cha cha. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe điểm số của các cô chú dành cho con trong ngày hôm nay. Xin mời số điểm đầu tiên từ cô Hồng Vân. Số điểm của cô Hồng Vân dành cho Khánh Vy 9,25 điểm. Xin được cảm ơn cô Hồng Vân. Và số điểm của chú Thanh Bạch là la 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 là 9,5. 9,5 điểm. Xin được cảm ơn chú Thanh Bạch. Còn bây giờ là phần trao điểm của 50 khán giả tại phim trường đến nay. Xin mời. Và số điểm của khán giả dành cho bé Khánh Vy đêm nay 9,4 điểm. Vé số đây, vé số đây bà con cô bác ơi. Ui em con cờ vé số đây anh ơi. Ui em con cờ vé số đây. Ủa, ê. Ủa, chú Ba. Ui vé số chú Ba. Ê trời đất ơi, bữa nay mày bán sao còn nhiều dữ vậy? Dạ, tại sáng con đi học về trễ, cái con tranh thủ mua cơm cho mẹ với cậu ăn nè. À, bởi vì bán còn nhiều vậy nè. Khổ ghê, tội nghiệp nhỏ. Mới ba lớn vậy nè, cha mất sớm, mẹ bị bệnh tâm thần. Trời, thêm ông cậu bị tai biến nằm chỗ nữa. Thôi được rồi, đưa đây, mão hết cho, về lo cho bà già với ông cậu. Dạ, cảm ơn chú Ba. Chú Ba, sáng giờ chú Ba thấy mẹ con đâu không? Trời ơi, bà đi ra giùm coi. Mẹ hả? Dạ. Để con đưa mẹ con về. Đà. Bữa nào cũng vô mẹ nhà tôi đợi nấu cơm. Bà đi kìa, bà đi kìa. Mẹ quá trời luôn. Ủa gì vậy? Nhà mình đâu phải bên đó đâu mẹ. Nhà mình bên này nè. Có nhà tao đây này. Nhà mình bên này nè. Mẹ cái đầu mày chứ. Mẹ đừng có gị. Mẹ nghe con nè. Mình về nhà đi, con nấu cơm cho mẹ ăn. Rồi con cho mẹ bắt chén nha. Ừ mà nhà tao ở đây nè. Mẹ, trời ơi, nhà mình bên này nè. Không có phải. Mẹ, uống nước nhớ nguồn. Làm con phải hiếu. Phải hiếu, đúng rồi. Mẹ thích bà này lắm đúng không?
Ừ. Vậy con hát cho mẹ nghe nha, rồi mẹ đi theo con đó. Ừ. Nắm tay đi con mới tin. Rồi. Uống nước nhớ nguồn làm con phải hiểu. Ai ơi có nhớ năm xưa những ngày con thơ, không ai nuôi dưỡng. Mẹ, tới nhà mình rồi nè mẹ. Ừ, nhà cậu nhà không tao về. Ừ. Đúng rồi, nhà tao nè. Mày làm với tao khùng. Cậu hút nha cậu. Ừ. Rồi nè. À. Đói rồi. Dạ, đợi chút. Thuốc còn có bữa nay nữa hết rồi. Để ngày mai con đi học, con qua trạm y tế, con xin thêm thuốc cho cậu nha cậu. Ừ. Rồi, con cho mẹ ăn cơm nè, mẹ ngồi xích qua đây đi. Rồi, tao ăn cơm, tao ăn trước. Dạ, rồi mẹ ăn trước. Má ăn. Tao ăn trước. Cậu. Nè, tới cậu nè cậu. Tao ăn trước, tao chưa tao ăn cơm. Rồi, rồi, tới mẹ nè. Ngon đưa hết tao đi. Mẹ. Để con, để chút nữa con đút cậu ăn sao. Cậu biết không, hôm nay con đi học á. Hãy dám nói với con. Tập vở nè, rồi cả sách giáo khoa nữa. Vậy là nhập học năm sau, không phải rầu lo gì không có tiền. Bữa nay vé số còn nhiều, bán không xong làm con sợ lắm. Con sợ không đủ tiền mua gạo nè, rồi mua. Con đưa cậu vô ngủ nha. Mẹ. Trời ơi mẹ. Mẹ đi đâu vậy? Ra đường. Mẹ đừng có đi ra đường. Tụi con nít nó chọc ghẹo mẹ. Nó chổi đá mẹ đau lắm đó. Đi ra bán bánh xèo. Bán bánh xèo kiếm tiền nuôi con đó. Mẹ ơi, chợ nó tan rồi, giờ mình ngủ đi, rồi cái sáng mình ra chợ bán bánh xèo nha mẹ. Ngủ rồi bán bánh xèo nha. Dạ. Bánh xèo nuôi con. Dạ. Ru ầu ơ mới ngủ á. Dạ. Rồi mẹ nằm xuống đi. Cool.
rồi. Chú ba, chú ba nhỏ nhỏ giùm con, mẹ con mới vừa ngủ á. Con cơm chưa? Dạ, con cho mẹ với cậu ăn rồi. Nghe nè. Dạ. Con chỉ ăn đúng không? Dạ. Chú ba biết, chú ba mua cho con hộp cơm. Nghe không? Dạ. Đây à, với hai cá bông mà chú ba nói cho con á. Dạ. Để đó cho mẹ với cậu đắp. Dạ, cảm ơn chú ba. À, chú ba dặn, à, ngày mai con đi học về á, con đừng đi bán không? À, tại vì ngày mai á, con đoàn bác sĩ xuống xã mình nè, khám bệnh miễn phí. À, chú ba có đăng ký cho nhà con rồi. À, mai dẫn à, mẹ mày với cậu ra ngoài xã cho bác sĩ ra khám. Thiệt hả chú ba? Ừ. Con mừng quá, con cảm ơn chú ba. Có thiệt. Đồng khách, còn chuyện nữa. Chuyện này quan trọng nè. Chú ba có xin cho con ở trên sở dục trên xã mình á, cho con phần học bổng. Đây, con học sinh nghèo mà học xuất sắc 5 năm liền, cho nên ngày mai xã ta cũng cho con phần học bổng nữa. Thiệt nữa hả chú ba? À. Con mừng quá, con cảm ơn chú ba. À. Đói quá. Hên. Mày dỗ mẹ mày ngủ. Tao dọt về chứ hồi đứng đây hồi tao mang quả. Mày vô mày bắt con tao. Mày đừng đi bán em con. Ở nhà chờ chú ba nghe không? Dạ dạ. Dạ cảm ơn chú ba. Mẹ, con mừng quá mẹ ơi. Ngày mai có người chữa bệnh cho mẹ với cậu ơi. Con mừng quá mẹ ơi. Vậy vô ngủ. Dạ. Vô ngủ. Dạ. Ru ngủ. Để con ru mẹ ngủ nha mẹ. Không. Mẹ ru con ngủ. Mẹ ru con ngủ hả mẹ? Không biết ca. Vậy con với mẹ ca ha. Ừ. Uống nước nhớ nguồn làm con phải hiểu. Công cha như núi Thái Sơn, nghe mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Dạ, thưa quý vị, một tràng pháo tay chúng ta dành cho ba mẹ của bé Y Bình ngày hôm nay. Cảm ơn các anh chị rất nhiều. Con mê cái tiếng hát của con và con đã khắc họa được rất là tốt cái nhân vật này, nhất là những cái lúc mà con ngồi con hát ru mẹ, cái xúc cảm trong cái lời hát của con á, nó làm cho cô cũng cảm thấy nghẹn ngào. Con quán xuyến nguyên một cái tiểu phẩm này liên tục, mà chỉ cần con quên một câu thoại là ngay lập tức nó sẽ ngập ngừng và nó gãy cái cảm xúc của người xem liền. Con có tố chất của đào thương, tức là diễn những vai bi thì con đắm chìm trong cảm xúc của nhân vật, nhưng con không bao giờ để cho mình bị lạc giọng sai tông vì cảm xúc lấn át, mà con làm chủ được cảm xúc của mình. Cô Vân rất thích cái lối diễn xuất của con ngày hôm nay. À, tuy nhiên cái này là để góp ý cho cô Tô Thiên Kiều về mặt kịch bản. Khi mà mình đưa cái vai ông cậu ra thì mình phải xử lý. Nếu con đã chăm thì con phải lan tỏa cái tình cảm của con cho công bằng cả cậu cả mẹ. Thì ở đây ví dụ như đừng có để vai ông cậu, mình cải biên để cho đồ đậm cái tình cảm của Y Bình với người mẹ. Còn ba diễn thì ba sẽ diễn vai của chú Hùng. Như vậy nó sẽ trọn vẹn hơn, để mà chi, để cô đọng cái tình cảm của con với người mẹ. Thì như vậy khán giả sẽ không bị phân tâm một khoảnh khắc nào, một giây phút nào. Và bây giờ là số điểm dành cho bé Y Bình trong đêm nay. 9,75 điểm, xin được chúc mừng bé Y Bình. Cô con. 10 điểm từ chú Thanh Bạch dành cho bé Y Bình. Số điểm từ cô Trịnh Kim Chi sẽ được giữ lại. Còn bây giờ sẽ là phần cho điểm của 50 khán giả đặc biệt đêm nay. Xin mời. Điểm số của 50 khán giả dành cho bé Y Bình trong đêm nay, 9,6 điểm. Xin được chúc mừng Y Bình. Xin được cảm ơn quý vị. Wow.
đây. Hả? Đây. Nghệ sĩ xiếc đến từ đoàn xiếc Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn các anh chị thật nhiều. Chú Tài muốn hỏi, đầu tiên ai là Minh Nhật giơ tay lên. Rồi, ai là Minh Quang giơ tay lên. Rồi, Minh Nhật, con bắt đầu làm xiếc lúc con mấy tuổi? Dạ, con bắt đầu làm xiếc từ lúc con 4 tuổi. Vậy còn Minh Quang, con làm xiếc từ lúc con mấy tuổi? Con làm xiếc từ lúc con 3 tuổi. Vậy con có biết, con có nhớ là cái tiết mục xiếc đầu tiên mà con làm á là tiết mục gì không? Dạ, tiết mục đầu tiên con làm là Nấu Như Xe Đạp với lại Con Lằn. Cảm ơn các con, một rạp xiếc rất đáng yêu. Và bây giờ chú Toàn đang thấy cười rất nhiều ở dưới. Cô Hồng Vân, xin mời cô Hồng Vân. Chú Toàn không mời, cô cũng phải xin nói trước. Dạ. Đầu tiên á là cô phải thấy trời ơi, hai con dễ thương quá, đẹp quá, giống cô quá. Ê, con ta con trai. Không, em đã sai rồi. Nhưng mà những vai của em toàn mạnh mẽ như là con trai không, mà cho nên đúng rồi đó. Quan trọng là hài hước. Hai bé này rất là hài. Cô thích quá. Mình không nói về kỹ thuật, mình đứng nói về thần thái. Cả hai bé đều cái thần thái rất là dễ thương, rất là tự tin. Thực ra cô Vân chẳng thấy tụi con biểu diễn gì hết, mà tụi con đang chơi đùa. Thực sự nếu cô Vân được giống tụi con, cô Vân cũng sẽ sẵn sàng giống. Chắc chắn là những vào vòng sau nữa, cô Vân sẽ còn được thưởng thức nhiều những cái tiết mục xiếc nữa. Cái mà cô thích nhất là sự kết hợp của hai anh em cái đoạn cuối á. Cô không nghĩ là hai con giỏi như thế luôn. Cái đoạn cuối á là hai đứa đã hoàn toàn chinh phục được cô. Bởi vì cô không nghĩ là hai đứa con có thể là cùng nhau thảy những cái vòng mà liên tục như thế. Mà bé con Minh Quang á, cô rất là sợ, con còn nhỏ quá, rồi con không tập trung bằng anh. Nhưng con đâu có thua gì anh đâu. Ta thua con tuổi đó, ta nhỏ con thôi. Cô Trinh hy vọng là thí dụ như 10 năm nữa đi thì sẽ có một phụ nữ đẹp. À, mình bỏ qua vấn đề hôn nhân gia đình chị ạ. Không có, không có. Là đi vô rạp xiếc coi hai đứa con diễn, không có, hai đứa con đã nổi tiếng rồi, đó là cô Việt Trinh đó không? Ở đây tụi con có một tình yêu thương quá lớn, chú Bạch rất là xúc động. Các cô các chú đứng trên bục kia lo cho từng động tác của tụi con, nhìn tụi con bằng ánh mắt yêu thương. Ông nội bà nội nhìn tụi con, trái tim coi như là đặt theo nhịp đập của con tim của tụi con luôn nữa. Thì hôm nay tiết mục chào sân mở màn như thế này, nó quá tròn trịa, nó không thể tốt hơn được nữa. Con diễn được,
tụi con đang có một sự khởi đầu quá tốt đẹp từ sự truyền nghề của gia đình mình. Tràng pháo tay này tặng luôn cả gia đình. Bây giờ các cô chú đang rất yêu thích các con và chúng ta cùng xin số điểm từ các cô chú. Xin mời số điểm từ chú Thanh Bạch. Từ nãy giờ chú Bạch chưa có điểm nào thấp hết. Thôi bây giờ để động viên tụi con, chú Bạch chọn điểm thấp nhất để tặng tụi con, để tụi con phấn đấu hơn nữa. Tụi con có cố gắng lần sau không? Dạ có. Cố gắng gấp mấy lần? Dạ 100, dạ 100. 100 lần. Thôi 100 lần chú chịu thua rồi. Nè, 10 điểm từ nghệ sĩ Thanh Bạch dành cho Minh Nhật và Minh Quang. Cố gắng 100 lần. Rồi. Yeah. 10 điểm. Cảm ơn cô Hồng Vân. Bây giờ sẽ là phần trao điểm của 50 vị khán giả đặc biệt đêm nay. Xin mời. Số điểm của khán giả đêm nay dành cho hai anh em siết Minh Nhật, Minh Quang là 9,8 điểm. Sao giờ này các em còn ngủ? Dậy đi em. Đúng rồi. Dậy nào các em, dậy, đừng ngủ nữa các em ơi. Đừng ngủ nữa các em ơi. Dậy đi các em, đừng ngủ nữa các em ơi. Xương rồng không tập đâu công chúa Hoa ơi. Tại sao? Em không tập đâu. Hồi đó đó em cũng đã từng tập luyện thể dục, nhưng mà mỗi lần em tập đó, gai trên người của em tự đâm vào người của em. Em rất là đau đớn. Mẹ em thấy vậy á, cho nên mới nhổ hết gai trên người của em. Mà công chúa nhìn thử coi, tất cả mọi người ở đây nè, ai cũng có cành, có hoa, có lá. Chỉ cái riêng một mình em là không có cái gì hết trơn á. Mà công chúa ơi, cây xương rồng á mà không có gai, nhìn nó suông đột y như là trái dưa chuột vậy đó. Đó, công chúa thấy chưa? Tất cả mọi người ai ai cũng cười trêu chọc em hết á. Cho nên kể từ đó em buồn lắm, em hận lắm, em căm thù thể dục, em căm ghét thể thao, em nhất quyết không tập. Em nghĩ như vậy là sai rồi. Mình phải làm đúng theo lời dạy của cô Tiên Rừng Xanh. Hả? Cô Tiên Rừng Xanh? Phải. Cô Tiên Rừng Xanh dạy rằng một đầu óc minh mẫn sẽ nằm trong một cơ thể khỏe mạnh. Là sao? Một đầu óc minh mẫn sẽ nằm trong một cơ thể khỏe mạnh. À, em hiểu rồi công chúa ơi. Tức có nghĩa là khi chúng ta tập luyện thể dục thể thao thì ngoài cái gì mà chúng ta được khỏe mạnh thì chúng ta còn được một đầu óc minh mẫn và sáng suốt nữa. Em nói như vậy á, có đúng không công chúa? Đúng. Nào, giờ chúng ta sẽ cùng nhau tập nhảy múa đi nào. Cố lên. Đã giới thiệu kỹ năng của con sẽ trở thành một diễn viên múa giống ba hàng phi của con. Chú Toàn muốn hỏi nè, chú Toàn thấy là bạn Xương Đồng mới gọi con là công chúa hoa đúng không? Dạ. Vậy thì trong cái khu rừng đó con là hoa gì vậy? Dạ ba cũng chưa nói cho con biết nữa. Nếu được lựa chọn con làm hoa gì? Hoa hồng. Hoa hồng. Tại sao con thích làm hoa hồng? Nó hồng là màu hồng là của con gái nên con thích. Diễn xuất hay nè, diễn kịch giỏi mà còn nhảy múa đẹp nữa thì ai bằng bây giờ. Trong tiết mục của con, chú thích nhất là cái sự dũng cảm. Tiết mục ngắn, thông điệp nhỏ, nhưng con đã quá dũng cảm. Khi từ độ cao đó con bay một cái vèo. Chúc mừng con. Cái tiết mục của con thay cái tiết mục múa mở màn rộn ràng rồi đó.
Con có biết cái câu á là lấy thịt đè người không? Cái lực lượng của mình nó quá hùng hậu đó, con hiểu không? Người của mình đông đúc như vậy, nhưng mà ngày hôm nay là con lấy bông đè người. Trời ơi, mà mấy cái bông của con nó dễ thương. Với lại là cô thích nhất cái chủ đề của bài múa con là một khối óc thông minh sẽ nằm trong một cơ thể khỏe mạnh. Điều đó là hoàn toàn chính xác ha cô Trinh ha. Lúc nào người mình bệnh cái đầu mình ngu liền à con. Kỳ lạ lùng lắm. Khi mà con bắt đầu múa mà vô đúng cái sở trường của con là cái múa Latin á, mà lúc của con cực kỳ là lanh lẹn mà rất là hoạt bát luôn. Còn cái phần kịch á, ba đã xài ca kịch, ca múa nhạc kịch trong một cái tiết mục Chào Sân của con. Cô chúc mừng con. Cô thấy con đẹp giống như cô vậy đó. Nói đùa chứ thật sự nha, bữa nay bé anh Thư, cô thấy con có một cái vóc dáng rất là đẹp. Có thể con sẽ đóng phim, đóng kịch được, bởi vì cái môn múa của con là một cái mà hỗ trợ cho cái diễn xuất rất là nhiều. Cái mặt con rất là tươi và chưa bao giờ cô Việt Trinh thấy cái khuôn mặt con phải lo sợ hay con phải hồi hộp. Cái bản lĩnh của con đã đè người. Xin được cảm ơn cô Việt Trinh. Và bây giờ sẽ là phần cho điểm của các vị giám khảo ngày hôm nay. Và số điểm của nghệ sĩ Việt Trinh sẽ được bật mí đến phút cuối cùng. Hồ Biết 9,75 điểm. Xin được cảm ơn chú Thanh Bạch. Xin mời số điểm từ cô Hồng Vân. 9,5 điểm. Xin được cảm ơn cô Hồng Vân. Còn bây giờ sẽ là phần chấm điểm của 50 vị khán giả đặc biệt đêm nay. Xin mời. Số điểm của 50 vị khán giả tại phim trường đêm nay dành cho bé Tôn Thư là 9,6 điểm. Xin được chúc mừng Tôn Thư và xin được cảm ơn tất cả quý vị.